Vedamani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vinh dự đều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wada Vedamani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vinh dự đều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura Merayama Chappamadathana Vedamani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vinh dự điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sư sát sanh. Adinna dana viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự trộm cắp. Kamesumichacharaviramani sikkhapadang. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự tà dâm. Musawada samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự nói dối. Suramerayamachapamatthana samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badane sa thugang katwa apamadena nicca ka lăng samma rakhitappang. Chỉ thiện thế nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải con giữ hành theo cho nên trọn đời chẳng nên dễ vui. Sīlena sukha tanyanti, sīlena phokasamada, sīlena nipotanyanti, tasma sīlena. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì, giải luật chư được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới đến hàng phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán giúp tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy phần phước nào rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bạn đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Dạ, kính bạch đại đức, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, Avatthana xin được mời Xích Ra Rạng Đông, Xích Cẩm Vấn, dạ, cô tu nữ Thammachari Tinan lên đọc bài kinh, ôn bài kinh pháp cú là kinh tiểu bộ Itiputaka hôm nay. Dạ, mình mời Xích Ra Rạng Đông nhé. Sa thu lành thai. Con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh và kính cảm ơn huynh Bát Thanh Á. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Thammachari. Con kính chào đạo tràng. Dạ. Dạ, kính cảm ơn huynh đã post bài ôn. Sau đây con sẽ đọc ôn bài kinh tiểu bộ, nhưng mà vì bài dài nên ngắt làm hai đoạn. Kính mời cô Cẩm Vân hay Sistina Sis Pháp Nguồn giơ tay để đọc tiếp nha.
Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết chương 2 Phẩm Mú Chá Linh Đá, bài 10 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Á Nú Bí Giá tại rừng xoài. Lúc bấy giờ tôn giả Pháp Đí Giá, con của Ca Lý Vô Thá, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống và thường hay nói lên lời cảm hứng. Ôi là an lạc thai, ôi an lạc thai. Một số đông tỷ kheo nghe tôn giả Pháp Đí Giá, con của Ca Ly Gô Thá, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, thường nói lên lời cảm hứng. Ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Nghe vậy các tỷ kheo ấy suy nghĩ, không gì nghi ngờ, chư hiền tôn Pháp Đí Giá, con của Ca Ly Vô Thá, sống phạm hạnh không có quan hỷ, vì trước khi còn ở gia đình được hưởng an lạc nhà vua, vì tôn giả nhớ đến an lạc ấy nên khi đến khu rừng hay đi đến gốc cây vân vân thường nói lên, thường nói lời cảm hứng. Ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả Pháp Đí Giá, con của Ca Ly Cô Thá, khi đi đến khu rừng, dần dần nói lên lời cảm hứng. Ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Không có nghi ngờ gì nữa, dần dần sống phạm hạnh không có quan hỷ, dần dần ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Và đã hết đoạn 1, kính mời cô Cẩm Vân đọc tiếp đoạn 2. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sếp Trạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng. Con kính hành lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng ngũ trong room. Con xin đọc đoạn 2. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo: Này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta nói với Bá Đí Giá, con của Cá Lý Vô Thá. Thưa hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn và đi đến tôn giả Bá Đí Giá, con của Ca Lý Vô Thá. Sau khi đi đến nói với tôn giả Bá Đí Giá, con của Ca Lý Vô Thá. Thưa hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Bá Đí Giá, con của Ca Lý Vô Thá vâng đáp tỷ kheo ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tôn giả Pháp Đí Giá, con của Ca Lý Cô Thá, đang ngồi một bên. Trong nước cũng có đặt người khéo bảo vệ, ngoài nước cũng có người có đặt người khéo bảo vệ. Bạch Thế Tôn, con được bảo vệ phòng giữ như vậy, nhưng con vẫn sống sợ hãi, hồi hộp, run sợ, hoảng sợ. Pi tô út bi út bít go út sa ki út ra tô. Nhưng nay con đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống. Con sống một mình, con sống không sợ hãi, không hồi hộp, không run sợ, không hoảng sợ, không rộn ràng, không hốt hoảng, lắng dịu.
Panaloma, nhẹ nhàng. Paradavutta, tâm như con thú rừng. Bạch Thế Tôn, do thấy mục đích như vậy nên con đi, khi đi đến khu rừng, con nói lên lời cảm hứng an lạc. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: với ai trong nội tâm không có lòng phẫn nộ, vượt qua hữu phi hữu, vị ấy thoát sợ hãi, an lạc, không sầu muộn, chư thiên không thấy được. Dạ hết. Dạ, mến mời bàn tay của Sittina. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Bí sư và quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Vujjalinda. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Anuppiya tại rừng xoài. Lúc bấy giờ, tôn giả Padiya, con của Kalikotha, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống và thường. Con không thấy được bài nữa rồi. Và thường Afik khả năng hay nổi lên lời cảm hứng: ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Một số đông tỷ kheo nghe tôn giả Patiya, con của Kalikotha, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, thường nổi lên lời cảm hứng: ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Nghe vậy các tỷ kheo ấy suy nghĩ: không gì nghi ngờ, Nissam Xá Dân, chư hiền, tôn giả Patiya, con của Kalikotha, sống phạm hạnh không có hoan hỷ, vì trước khi còn ở gia đình được hưởng an lạc nhà vua. Vì tôn giả nhớ đến an lạc ấy nên khi đến khu rừng hay đi đến gốc cây thường nói lời cảm hứng: ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tôn giả Patiya, con của Kalikotha, khi đi đến rừng nói lên lời cảm hứng: ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Không có gì nghi ngờ gì nữa, sống phạm hạnh không có hoan hỷ, ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Dạ thưa, con đã đọc xong đoạn một. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lành thay Atina. Dạ biết cô tu nữ tham ma cha ri pháp một đọc cai có nên đọc không ạ? Nếu mà cô tu tham ma cha ri, dạ cảm ơn sĩ tàng đơn sĩ là cô tu nữ những pháp và Atina cho biết nghe rõ. Dạ chắc không, chắc cô tu nữ tham ma cha ri không cầm mic được. À, con xin được đọc tiếp bài Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka phần 2. Rồi Thế Tôn bảo một vị tỳ kheo: này tỳ kheo, hãy đi và nhân danh ta nói với Padiya, con của Kaligotha: thưa hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến tôn giả Padiya và con của Kaligotha. Sau khi đến nói với tôn giả Padiya, con của Kaligotha: thưa hiền giả, bậc đại sư gọi hiền giả. Thưa vâng hiền giả, tôn giả Padiya, con của Kaligotha vâng đáp tỳ kheo ấy. Đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tôn giả Padiya, con của Kaligotha đang ngồi một bên: trong nước cũng có đặt người khéo bảo vệ,
ngoài nước cũng có đặt người khéo bảo vệ. Bạch Thế Tôn, con được bảo vệ, phòng giữ như vậy, nhưng con vẫn sống sợ hãi, rồi hồi hộp, run sợ, hoảng sợ. Pito Upigo Utsanki Uttaro Tổ. Nhưng nay con đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống. Con sống một mình, con sống không sợ hãi, không hồi hộp, không run sợ, không hoảng sợ, không rộn ràng, không hốt hoảng, lắng dịu. Panaloma, nhẹ nhàng. Paradabutta, tâm như con thú rừng. Bạch Thế Tôn, do thấy mục đích như vậy, nên con khi đến khu rừng, con nói lên lời cảm hứng, an lạc rồi. Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nên nói lời cảm hứng này. Với ai trong nội tâm không có lòng phẫn nộ, vượt qua hữu phi hữu, vì ấy thoát sợ hãi, an lạc không sầu muộn, chư thiên không thấy được. Dạ hết. Dạ. Con kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tân vừa quang đâm đạo tràng. Dạ không thấy tay nào giơ lên hết, là kính mời cô tu nữ Như Pháp nha. Cô tu nữ cô Như Pháp có lên đọc không ạ? Alo, là kính mời cô tu nữ Như Pháp. Dạ sa thú, kính cảm ơn Minh Quát Thanh An. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tân, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ với bà với cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Tham Má Chá Rí. Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, quý con giờ nên con xin được ôn bài trước. Dạ, cảm ơn Minh Quát Thanh Án, cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Kinh Tiểu Bộ Y Chí Bút Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, Phẩm Mucha Linh Đá, bài 10, La Mã. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Anuphiya tại rừng xoài. Lúc bấy giờ, tôn giả Phan Đi Giá, con của Kaligo Khá, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, và thường Aphikhanang hay nói lên lời cảm hứng. Ôi an lạc thai, ôi an lạc thai, một số đông tỳ kheo nghe tôn giả Phan Đi Giá, con của Kaligo Khá, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, thường nói lên lời cảm hứng. Ôi an lạc thai, ôi an lạc thai, nghe vậy các tỳ kheo ấy suy nghĩ, không gì nghi ngờ Đức Sanh Xá Văn, chư hiền tôn giả Phan Đi Giá, con của Kali Khô Thá, sống phạm hạnh, không có hoan hỷ vì trước khi còn ở gia đình được hưởng an lạc nhà vua. Vì tôn giả nhớ đến an lạc ấy, nên khi đến khu rừng hay đến gốc cây, vân vân, thường nói lời cảm hứng. Ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả Pha Đi Giá, con của Kali Gô Thá, khi đi đến rừng, vân vân, nói lên lời cảm hứng. Ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Không có gì nghi ngờ gì nữa, không có nghi ngờ gì nữa. Vân vân, sống phạm hạnh, không có hoan hỷ, vân vân. Ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Dạ hết đoạn một, mà chưa có bàn tay vị nào. Dạ cảm ơn Vinh. Dạ, con xin phép đọc hết bài. Rồi Thế Tôn bảo một tỳ kheo, này tỳ kheo, hãy đi và nhân danh ta nói với Phát Di Giá, con của Kali Gô Thá, thưa hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vân, bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo ấy vân đáp Thế Tôn, đi đến tôn giả Phan Di Giá,
con của Kali Gotha, sau khi đến nói với tôn giả Pandiya, con của Kali Gotha: Thưa hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Pandiya, con của Kali Gotha, vâng đáp tỳ kheo ấy: Đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tôn giả Pandiya, con của Kali Gotha đang ngồi một bên: Trong nước cũng có đặt người khéo bảo vệ, ngoài nước cũng có đặt người khéo bảo vệ. Bạch Thế Tôn, con được bảo vệ phòng giữ như vậy, nhưng con vẫn sống sợ hãi, hồi hộp, run sợ, hoảng sợ. Vito Upphigyo Susanki Utrato. Nhưng nay con đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống. Con sống một mình, con sống không sợ hãi, không hồi hộp, không run sợ, không hoảng sợ, không rộn ràng, không hụt hoảng, lắng dịu. Phanatlo-la-ma nhàn Bara-ta-vút-ta. Tâm như con thú rừng, bạch Thế Tôn, cho thấy mục đích như vậy, nên con đi đến khu rừng, vân vân, con nói lên lời cảm hứng, vân vân, an lạc. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Với ai trong nội tâm không có lòng phẫn nộ, vượt qua hữu phi hữu, vì ấy thoát sợ hãi, an lạc, không sợ muộn, chư thiên không thấy được. Dạ bạn chánh nhân, đến đây đã chấm hết. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn Vinh Vát Thanh Á, Xích Phạm Đông, cô Cẩm Vân, Xích Thina đã hoan hỷ ông bài kinh tiểu bộ. Dạ, con thành kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh ạ. Dạ, bây giờ thì đã còn sớm mấy phút. Dạ, con cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tăng có thể cho con biết chúng con có thể cung thỉnh Pháp Sư cho sớm mấy phút không ạ? Dạ, con thấy đạo tràng không còn vị nào đưa tay để ông bài. Dạ, nếu sư cho phép để con cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, con kính tri ân thượng tọa. Dạ, Như Pháp kính mời quý vị cùng giới Như Pháp trắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Cô Rạng Đông ơi, cầm mic giùm mà Như Pháp tí xíu, cái Facebook của Như Pháp nó có trục trặc rồi, cho Như Pháp sửa lại Facebook cái. Dạ, dạ. Padā tathāgatena abhisambuddhā cakkukaraṇī ñānakaraṇī upasamāya abhiññāya sambodhāya Nibbānāya saṁvattati. Katamāca sā bhikkhave majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā. Chakku karani, jnana karani,
upasamaya abhinyaya sambodaya nibbanaya sambattati. Ayameva ariyo attangiko makko siyati dang dạ sa thú kính cảm ơn cô Rạng Đồng. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Dạ mà Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp cung thỉnh pháp sư ạ. Dạ cảm ơn cô Rạng Đồng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambu Tha Sa. Nam mô Ta Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambu Tha Sa. Phạm Thiên Phật ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc giá ngài dời chân sanh. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy kinh dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ dạp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói hàng từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ trước khi con thỉnh thượng tọa pháp thân nên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ cảm ơn Kinh Bát Tha Ná cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Y Tí Quýt Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết Chương Ma Phẩm Nan Đá, bài 1. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở sau Quá Thi tại Chê Tá Quá Ná trong khu vườn Anna Tha Phin Đi Cá. Lúc bấy giờ một tỷ kheo ngồi không xa Thế Tôn, ngồi kiết già lưng thẳng chịu đựng sự đau đớn. Kết quả nghiệp về trước nhói đau cực khổ thống khổ chánh niệm tỉnh giác không có sầu não. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: tỳ kheo bỏ mọi nghiệp tẩy sạch bụi làm trước, an trú không ngã sợ, không cần nói với ai. Dạ bản kinh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong đung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đánh sư. Dạ cảm ơn cô Như Pháp đã đọc cho bài chánh kinh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Hôm nay thì chúng ta học qua một cái chương 3 Phẩm Nanda, bài 1 của Phẩm Nanda. Như phần chánh kinh cô Như Pháp đã đọc cho cái phần chánh kinh rồi. Cái trước khi giảng cái bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ Tôn Tát Arahant Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Á Phí Hòa Đề Mỹ
Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, đến thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Xoa khá tô phá gá quá ta thâm mô thâm mang nam ma sa ní nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Subhati bano phá gá quá tô sa quá ca sang cô sang khang nam ma sa ní nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng. Các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tính nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Phần chánh kinh hôm nay thì rất là ngắn, chúng tôi xin nói sơ về cái duyên sự cũng như kệ ngôn. Duyên sự và giải thích cái ý nghĩa của kệ ngôn hôm nay để chúng ta tìm hiểu rõ trong cái nội dung bài học này. Cái câu chuyện được xảy ra ở tại Chitawana Sawathi, tại vườn ông cấp cô độc. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn mẹ đang tọa thiền, nhưng mà rồi đó thì cái sự thống khổ về sắc thân đó thì nó vẫn đau, rất là đau đớn. Chúng ta có nhớ rằng là có một lần ở trong kinh Đức Phật ngài mô tả là cái việc mà nhức đầu của ngài nè, nó giống như là cái chảo mà nó đang nóng vậy đó, rồi người ta chế nước vô, nhưng mà cái hơi nóng nó dường như thế ấy. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng đối về cái sự cảm thọ của xác thân á, thì với cái góc nhìn của Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta nhớ lại góc nhìn của Phật giáo Nguyên Thủy đấy, thì Đức Phật vẫn có cái sự cảm thọ đó, vẫn có cái sự cảm thọ đó. Có nghĩa là ngài cũng bị đói, rồi bị khát, rồi ngài cũng bị các cái cảm thọ bởi thời tiết, hay hoặc là có một cái gì đó nó làm cho cái cơ thể này đau đớn, hoặc là bị vết thương, hoặc là một cơn đau, đau bệnh, thì các ngài cũng bị những cái cảm thọ tương tự như chúng ta. Có một điều đó là cái cảm thọ về tâm á, thì do rằng các ngài đã diệt hết phiền não, cho nên không có cái sự bực bội, không có cái sự khó chịu, không có cái sự tham cầu bất cứ một cái gì hết. Như vậy thì về cảm thọ về sắc thân, cái góc nhìn của Phật giáo Nguyên Thủy của chúng ta, về giáo lý truyền thống, thì Đức Phật vẫn có những cái sự đau, cảm thọ đau đớn của sắc thân, đối, khát, rồi thời tiết, rồi bị một vết thương chẳng hạn. Ví dụ như có một lần Đề Bà Đạt Đa lên trên núi đó, lăn cái viên đá xuống, cái cục đá xuống, thì cái cục đá nó rớt xuống dưới, nó trúng một cái cục đá khác, nó bể ra một mảnh, nó văng vô chân của Đức Phật, làm cho Phật bị chảy máu và rất là đau đớn. Thì cái điều đó nó cũng liên quan tới cái nghiệp báo, nó liên quan tới cái nghiệp báo. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng ở trong nội dung của cái kệ ngôn này, Đức Phật ngài dạy rằng là ở đây đó là Đức Thế Tôn ngài hiểu rõ cái ý nghĩa này, cho nên ngay trong lúc đó ngài nói lên cái lời cảm hứng, đó là cái bài kệ này mà Đức Phật ngài dạy vậy. Ngài nói như thế này: tỷ kheo bỏ mọi nghiệp, tẩy sạch bụi làm trước, an trú không ngã sợ, không cần nói với người. Thì chúng ta nghe cái câu kệ ngôn á, thì nó rất là ngắn, nhưng mà rõ thật là nó là một cả vấn đề rất là nhiều. Quay lại cái nội dung của giáo điển đó, thì Đức Phật ngài dạy ở đây đó,
tỷ kheo bỏ mọi nghiệp, tẩy sạch bụi làm trước. Hai cái câu này. Chúng ta thấy rằng là ở trong giáo lý Duyên Khởi thì rõ ràng là nghiệp tạo ra cái sự hiện hữu. Nghiệp tạo ra cái hình hiện hữu. Như vậy thì chúng ta dù tạo là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, ở trong giáo lý Duyên Khởi gọi đó là hành vô minh duyên cho hành động của mình á, nó tạo ra nghiệp. Cả hành động thiện và hành động bất thiện, thường là người ta hiểu theo cái nghĩa nghiệp thường thức á, cái nghiệp của mày nó trổ ra rồi, cái nghiệp của mày nó nặng quá thì chúng ta chỉ liên tưởng đến nghiệp bất thiện thôi. Nhưng mà ở trong Phật giáo nói đến nghiệp thì cả hai loại nghiệp, thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Ngay từ ở cái câu pháp cú đầu tiên mà chúng ta nghe Đức Phật ngày dạy, câu số 1 và số 2 đó. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Và cái câu số 2 thì Đức Phật ngày dạy là nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Cho nên ở đây đó là dù chúng ta tạo nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, mà trong giáo lý Duyên Khởi gọi đó là hành, thì ngay cả là hành động thiện hay hành động bất thiện, hay trong giáo lý Duyên Khởi gọi là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Chúng ta có thể nói rằng bất động hành và phúc hành đều là phúc, là thiện nghiệp hết. Bởi vì phúc hành đó nói theo Di Diệu Pháp đó, thì là sở hữu tư phối hợp với tám tâm đại thiện mà chúng ta tạo ra cái nghiệp thiện từ cái việc bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tu tiến, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, cải chánh tri kiến, thính phá thuyết pháp. Nói chung là những cái thiện sự đó đều là tạo phước hết. Như vậy thì phúc hành ở đây là sở hữu tư phối hợp với tám tâm đại thiện, hay hoặc là sở hữu tư phối hợp với 500 tâm thiện sắc giới mà khả năng là đưa đến chứng thiện thiện sắc giới. Thiện sắc giới thì chúng ta biết rằng cái người mà chứng thiện sắc giới đó, một vị mà chứng thiện sắc giới đó, thì sau khi mà họ mệnh chung, họ không có bị hoại thiền, thì họ cũng sanh lên cõi trời phạm thiên sắc giới tùy theo cái thiện chứng của họ. Còn cái người mà không do tu thiện chứng, tức là mình cúng dường, mình giữ giới, hay là mình cung kính phục vụ gì đó, mà mình nhờ cái phước đó mà mình sanh lên cõi trời hay hoặc là sanh lên cõi người, thì ít ra đó là mình hưởng cái phước nhân thiên, hưởng phước nhân thiên, thì cái đó được gọi là phúc hành đó. Cho nên nếu bằng năm tâm đại thiện á, thì chúng ta đưa, tôi xin lỗi, tám tâm đại thiện á, thì cho quả tái sinh ở các cái cõi trời, cõi dục giới vui. Cũng bằng tám tâm đại thiện đó, nhưng mà chưa chứng thiện thì cũng tái sanh ở trong cõi dục giới vui. Còn nếu mà chúng ta chứng thiện thì bằng năm cái tâm thiện sắc giới, tức là sơ thiện, sơ thiện, thiện nhị thiện, thiện tam thiện, thiện tứ thiện, hoặc là thiện ngũ thiện theo hệ thống của Di Diệu Tạng, thì chúng ta cũng được cái cho quả tái sinh ở cõi phạm thiên sắc giới. Đó là như vậy. Rồi bây giờ chúng tôi nói đến cái nghiệp thứ hai nữa đó, là bất động hành, mà trong Di Diệu Tạng gọi đó là sở hữu tư mà phối hợp ở trong bốn tâm thiện vô sắc, tức là thiện không vô biên, thiện thức vô biên, thiện vô sở hữu và thiện phi phi tưởng. Thì những cái thiện đó, nếu một vị hành giả mà chứng thiện đó, sau khi mệnh chung thì vị đó sẽ sanh về cái cõi phạm thiên sắc giới tương xứng với cái tiền sinh thiện chứng của vị đó. Cho nên ở đó gọi là bất động hành. Vì sao gọi là bất động hành? Có lẽ là
từ ở cái việc là cái nghiệp thiện của họ mà họ tái sanh về cái cõi vô sắc, do không có sắc cho nên là gọi là bất động hành, gọi là bất động hành. Cái ý thứ ba mà chúng tôi muốn nói, cái nghiệp ở đây được gọi là bất, gọi là phi phúc hành, tức là cái nghiệp bất thiện đấy, cái nghiệp bất thiện. Thì cái nghiệp bất thiện ở đây đó là cũng là sở hữu tư đó. Cái sở hữu tư này là tác tạo nghiệp mà quý vị. Nếu với ý ô nhiễm đó, nếu với ý ô nhiễm, ý ở đây chính là sở hữu tư phối hợp với cái tâm nào đó. Nếu với ý ô nhiễm thì ở đây nếu mà gọi là nếu với ý ô nhiễm thì sở hữu tư hợp ở trong 12 bất thiện, đó là tám tâm tham, hai tâm sân hoặc là hai tâm si đó. Như vậy thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp bất thiện mà sanh trong khổ cảnh, sanh trong khổ cảnh đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hoặc là atula. Như vậy thì cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện chúng ta cũng đều là đưa đến cái tái sanh đó. Đưa đến tái sanh. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng một vị a la hán ngoại trừ vị chánh đẳng chánh giác thôi, ngoại trừ vị thượng thủ thinh văn ra thôi, còn những vị thinh văn thường đó, chúng ta biết rằng có những vị thinh văn đó, thì chứng lục thông, tức là nhờ có tu thiền chỉ, tu thiền định đó, chứng thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, rồi vị đó quán chiếu mà chứng quả vị a la hán, tuệ quán vị đó chứng quả vị a la hán, thì vị đó có đủ thần thông, có thần thông thì ta gọi là a la hán lục thông. A la hán lục thông tức là có đủ sáu cái loại thần thông. Còn có những vị a la hán gọi là tam minh, tức là khi mà trong cái quá trình mà chứng đạt của các vị ấy, sau khi quán chiếu vị đó đoạn tận phiền não thì vị đó chứng được cái lậu tận minh, chứng được cái túc mạng minh, chứng được cái sanh tử minh, tức là gọi là a la hán tam minh. Ở đây chúng tôi không có giải thích là a la hán lậu tận minh là như thế nào hay là sanh tử minh là như thế nào, mà vị a la hán quán chiếu thấy được cái đời sống sanh tử của mình và chúng sinh đó, thì vị đó chứng gọi là túc mạng minh. Rồi vị đó quán chiếu mà chứng được cái gọi là cái nghiệp, hạnh nghiệp gì mà chúng sanh tái sanh ở cõi đó, làm người như thế đó, làm chúng sanh như thế này, thế nọ đó, cái hạnh nghiệp gì mà tái sanh như vậy ở nơi này, nơi kia đó, thì cái đó gọi là sanh tử minh. Và cái điều cuối cùng là một vị A-la-hán sau khi đoạn trần được cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh đậu, chứng vào vị A-la-hán thì đó gọi là lậu tận minh, cho nên là gọi là A-la-hán tam minh. Rồi có những vị A-la-hán đó, là xin thưa quý vị, quý vị còn nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô Rạng Đông. Có những vị A-la-hán là chứng tứ tuệ phân tích. Tứ tuệ phân tích thì cái việc này đó là do cái sự quân tu của các vị đó, đồng thời cũng là do cái hạnh nguyện nữa. Quân tu và hạnh nguyện. Quân tu tức là vị đó thường xuyên quân tập cho mình và tu tập cho mình về những cái điều liên quan đến tứ tuệ phân tích đó. Tứ tuệ phân tích ở đây đó là có những vị có những cái khả năng, có những vị có những cái khả năng, tức là phân tích từ ngữ, phân tích từ ngữ, rồi phân tích nghĩa, rồi phân tích pháp, rồi phân tích tâm, tức là cái vị đó phân tích cả bốn cái trường hợp, cho nên là được gọi là tứ tuệ phân tích, từ vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, tâm vô ngại giải, pháp vô ngại giải, tức là các ngài có đủ khả năng, đủ khả năng, đủ đủ cái khả năng, mà cái đó đó là do sự quân tu,
quân tu trong nhiều kiếp quá khứ, và đồng thời cũng là do cái sự nguyện lực của các vị đó nè. Cho nên là có những vị A-la-hán có tứ tuệ phân tích, nhưng mà có những vị thì cũng không có tứ tuệ phân tích, đều là vị A-la-hán hết. Đều là vị A-la-hán hết. Chúng tôi nói nó nhiều như vậy đó là vì rồi có những vị A-la-hán là chỉ có quán chiếu thôi, qua cái tuệ quán gọi là sát na tuệ đó, thì sanh lên đó, thì nó tự động cắt đứt những cái phiền não mà chứng được quả vị A-la-hán. Chỉ đơn thuần là như vậy thôi. Như vậy thì vị A-la-hán chỉ chứng quả vị A-la-hán, chứ không có thần thông, cũng không có tứ tuệ phân tích, cũng không có gọi là cái gọi là tam minh, chứng tam minh, mà chỉ chứng quả vị A-la-hán thôi. Chứng quả vị A-la-hán thôi. Như vậy thì ở đây đó, khi mà nói đến cái việc mà mọi nghiệp bỏ tất cả, tức là một vị tỳ kheo bỏ mọi nghiệp, hả, chúng ta còn tạo nghiệp thiện đó, chúng ta còn tạo nghiệp thiện thì còn hiện hữu, hành thì là sẽ là duyên cho thức, quý vị nha. Vô minh duyên cho hành, hành sẽ là duyên cho thức, và hành đó, nó làm điều kiện cho thức tái sanh. Và khi mà chúng ta có cái đời sống tái sanh, dù chúng ta tái sanh ở cái dưới dạng chủng loại nào, dưới dạng chủng loại là thai sanh, thấp sanh, noãn sanh hay là quá sanh, thì cũng là có sự hiện hữu. Cho nên là hành thì duyên cho thức, mà thức thì duyên cho danh sắc. Thì ở đây đó là một cái loạt tiến trình do có pháp này cho nên pháp kia sanh khởi mà thôi. Bây giờ đó thì ở đây đó chúng ta nghe là Đức Phật này nói là tỳ kheo bỏ mọi nghiệp. Bỏ mọi nghiệp ở đây đó chúng ta hiểu rằng nó là khi nào mình dứt bỏ được mọi nghiệp, cả nghiệp thiện lẫn nghiệp, thì mới hoàn toàn là sự giải thoát. Còn nếu chúng ta còn tạo nghiệp thiện thì có nghĩa là chúng ta còn đầu tư, còn hiện hữu. Nhưng mà xin thưa quý vị, mình tu á thì không có nghĩa là mình không làm cái nghiệp thiện, không phải là mình không làm nghiệp thiện cũng không làm nghiệp ác, không phải, mà mình tránh đi cái nghiệp ác mà mình phải thực hiện nghiệp thiện, cái thiện nghiệp ở trong đời sống của mình. Như vậy thì mình á, tránh đi cái nghiệp ác là gì? Mình không có tạo khẩu nghiệp bất thiện, chúng ta không có tạo thân nghiệp thiện, chúng ta không có tạo cái ý nghiệp bất thiện. Nhưng mà đồng thời đó, dạ quý vị còn nghe không ạ? Cảm ơn Ái Kim và cảm ơn Quỳnh Quát, Thanh Á. Ở đây đó, mình không tạo cái nghiệp bất thiện, nhưng mà ngược lại đó là mình phải tích cực tạo cái nghiệp thiện, tạo cái nghiệp thiện. Mình tạo nghiệp thiện ở đây là mình tu tập đó quý vị. Tạo cái nghiệp thiện ở đây mình tu tập. Dạ, quý vị nghe lại được rồi chưa? Lâu lâu cái mạng nó cũng ảnh hưởng. Dạ. Dạ, cảm ơn Thượng Tọa Minh Hạnh. Mình không tạo nghiệp thiện, nhưng mà mình lại tạo nghiệp, xin lỗi, không tạo nghiệp bất thiện, nhưng mà mình lại tạo nghiệp thiện. Ở đây đó là đời sống tu tập của chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta không tạo gì, bởi vì cái bậc mà không tạo gì đó là chỉ cho bậc A-la-hán thôi. Mà chúng ta có tạo ra đó, thì chúng ta có hiện hữu. Và có hiện hữu cho nên là chúng ta có thân ngũ uẩn này chứ. Và có thân ngũ uẩn này thì chúng ta có cái sự cảm thọ. Có cảm thọ đau, đớn, buồn, rầu, khoái, lạc. Tất cả những thứ đó nó đều có ở trong đời sống của chúng ta. Như vậy ở đây đó, cái việc của cái người tu của mình, cũng như là chúng ta đọc ở trong kinh Chataka, tức là kinh Bổn Sanh đó, hoặc là nhiều kinh khác nữa, thường đặc biệt là kinh Chataka, tức là kinh Bổn Sanh, thì
Phật kể về cái kiếp của quá khứ của Đức Phật khi còn là một vị Bồ Tát, khi còn Bồ Tát. Vì khi mà còn một vị Bồ Tát đó thì ngài thường là tích cực tạo những cái pháp tu tập, tu tập từ vô lượng kiếp đó, từ cái việc nghe pháp, rồi từ cái việc bố thí, từ cái việc giữ giới. Chúng ta đọc lại cái 10 pháp độ ba la mật dasparami đó, thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật trải qua hết các cái công hạnh, tức là cái việc tu tập của chính mình. Như vậy thì ở trong đời sống tu tập của chúng ta đó, chúng ta bỏ cái nghiệp bất thiện là chúng ta không tái sanh trong khổ cảnh đời. Nhưng mà ngược lại chúng ta còn phải tạo nghiệp thiện chứ. Tạo nghiệp thiện để chi? Nếu mà quý vị tạo cái nghiệp thiện mà quý vị nghĩ rằng chính cái thiện nghiệp này cho mình mong muốn rằng mình bây giờ mình bị khổ quá, mong muốn mình sanh lại làm người mình không còn khổ, hoặc là mình sanh lại ông hoàng bà chúa gì đó, hoặc là sanh lên cõi trời làm thiên nữ thiên nam gì đó, có đủ cái thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên thọ mạng, vân vân, thì mình mong muốn như vậy. Bởi vì chính mình mong muốn cho nên là mình hoan hỷ làm những cái việc thiện đó. Thì nếu mà mình làm cái việc thiện đó mà mình còn nghĩ rằng cái đó là cái của mình để mà mình hưởng đó, tất cả những cái thứ đó để mà mình hưởng đó, thì mình tái sanh lên cõi trời để mà mình hưởng phước. Mà còn tái sanh ở cõi trời tuy là mình hưởng phước thật, nhưng cái cảm thọ cái khổ của sự hiện hữu nó vẫn có. Cho nên là mình tạo nghiệp thiện nhưng mà mình lại nghĩ rằng, mong rằng, hoặc là do cái nghiệp thiện này mà do nghiệp thiện của sự bố thí cúng dường, do nghiệp thiện của việc tu thiền, do nghiệp thiện của việc trì giới, do nghiệp thiện của việc nghe pháp, do nghiệp thiện của việc phục vụ, hoặc là do nghiệp thiện của việc cải cánh tri kiến đó, vân vân. Cái nghiệp thiện này nè, để làm sao mình sớm đoạn tận được cái phiền não, để chúng ta thấy gốc rễ của phiền não để khiến cho chúng ta hành động tạo tác đó, đó là vô minh, đó là tha mái, đó là chấp thủ. Cho nên ở đâu có vô minh, có tha mái, có chấp thủ đó. Bây giờ chúng tôi xin nói nè, cái vô minh á, thì sự thật ra đó là cái mà mình biết những cái không đáng biết, mà mẫn những cái đáng biết á, thì mình lại không biết. Thí dụ bây giờ Phật dạy định nghĩa về vô minh là bất tri khổ, bất tri diệt, bất tri đạo, bất tri tập, vân vân, tức là không rõ về tứ đế, không rõ về tứ đế, đó là vô minh. Hoặc là mình không rõ được là cái sự hiện hữu của ngũ quẩn của mình là một sự khổ, cho nên đó chính là cái vô minh. Và chính cái vô minh cho nên là chúng ta tạo ra cái hành động. Ngay cả những cái người hành động mà có một cái tư tưởng nghĩ rằng mai sau mình sẽ được hưởng cái này hoặc hưởng cái nọ đó, sanh làm cõi trời cõi người để mà mình hưởng phước của cõi trời người đó, thì mình lại là vô tình mình kéo dài cái thời gian của mình luân hồi càng dài đó. Mà luân hồi càng dài với sự hiện hữu của nhất quẩn hay là ngũ quẩn hay là tứ quẩn thì chúng ta cũng đều có cái khổ hết á. Nói ở cõi trời không có khổ như chúng ta, không khổ như chúng ta là không có bệnh già đau chết, không có lo phải ăn mặc ngủ nghỉ gì ở đây hết. Nhưng mà họ vẫn có cái khổ của họ, khổ của cái sanh ra mà họ phải bị hoại diệt. Rồi họ có cái khổ là họ đang được cái sự an lạc, tự nhiên cái an lạc của họ bị mất đi, cái an lạc đó nó không có bền vững, cho nên là họ bị khổ chứ. Họ bị khổ. Vì vậy cho nên là Phật nói rằng là nếu mà mình đã nhận được cái đời sống sanh tử, sợ cái đời sống sanh tử đó, thì mình nên phát nguyện là hãy mình tích cực tạo những cái thiện nghiệp gì đó, nó trở thành cái hành trang, nó trở thành tư lương, nó trở thành điều kiện để mà hướng đến cái giải thoát. Bởi vì chúng tôi thấy trong những năm gần đây Phật tử mình thường thường có cái phát nguyện là y măng bun nhăn nip ba na sa bát cha vô hô tú đó, chúng ta thường nguyện vậy, nguyện là chính cái phước này
làm cái duyên để chúng ta đức chứng đắc niết bàn này chẳng hạn. Thường thường là mình nguyện gì? Đó là cái câu nguyện của mình để làm cái phước, làm duyên để chấm dứt sanh tử luân hồi, làm duyên để chứng đắc niết bàn. Bách cha vô hô tú y nhân y măng y đăng quân nhân đó. Ờ đúng rồi, cô Rạng Đông bốt cái câu đó lên. Y đăng là cái này, ta mê là mình đây nè, quân nhân là phước, a sa quắc là đoạn trừ cái lậu hoặc đó, hô tú anagame trong ngày vị lai, anagate kale trong ngày vị lai, trong thời gian sau, kale kala tức là thời gian sau, trong ngày vị lai dịch là vậy. Như vậy thì mình nguyện cái phước báo mà mình làm đó hãy là cái duyên lành để dứt trừ cái phiền não. Cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì giữa hai cái thiện sự mà mình làm á, nó trở thành phước hữu lậu hay là phước vô lậu là ở chỗ đó. Cho nên nếu một người cũng là đồng thời cúng cái bồng cành hoa cho Đức Phật, cành hoa cho Đức Phật, nhưng mà người ta nguyện là để sau trở thành một cái thiên nam thiên nữ, hay là sanh lợi là ông hoàng bà chúa có sắc đẹp như đó, để rồi được mọi người ưa thích, mọi người quý mến, mọi người đeo đuổi, thì cái đó là đó chính là mình kéo cái đời sống luân hồi mình, đó là phước hữu lậu. Nhưng mà đồng thời là người ta dâng một cái cành hoa cúng Phật, nhưng mà người ta nguyện với cái này nè, nghĩ là cái hoa này nó cũng sẽ úa tàn, đó là vô thường. Thân này đây rồi cũng là sẽ vô thường, cho nên là nguyện mà làm cái duyên lành, cái làm cho tẩy sạch cái phiền não, những cái gì đẹp nhất, cái những gì tốt nhất, những cái gì thanh bạch nhất cúng dường cho Đức Phật, mong rằng lòng của mình, tâm của mình sẽ dứt được những cái sự ô nhiễm, những cái sự dơ bẩn từ ở trong nội tâm, để mà mình được giải thoát trong ngày vị lai, thì cái nguyện đó nó trở thành cái phước vô lậu. Chúng ta nhớ là như vậy. Cho nên ở đây đó, sở dĩ mà Đức Phật ngày dạy rằng tỷ kheo bỏ mọi nghiệp. Bỏ mọi nghiệp ở đây là chỉ cho một vị A-la-hán, quý vị. Chỉ cho một vị A-la-hán. Tẩy sạch bụi làm trước, tức là ngay cả những cái việc làm gì đó chúng ta làm thiện, chúng ta đừng cho nó vướng bận ở trong cái lậu hoặc phiền não, trong cái sự dính mắc của chính mình, trong cái sự dính mắc của chính mình. Thì như vậy đó chính là một trong những cái điều kiện để giúp cho mình đạt được cái sự thanh tịnh hoàn toàn, đó là quả vị A-la-hán. Tỷ kheo bỏ mọi nghiệp, bởi vì bây giờ chúng ta thấy nè, ngay cả những vị thánh hữu học nha, quý vị đó cũng vẫn còn tạo nghiệp mà, còn tạo nghiệp, nhưng mà ông tạo nghiệp bất thiện, ông tạo nghiệp thiện, vì các vị đó còn tu tập tiếp nữa mà, còn tu tập. Ngay cả cái vị tam quả đó là vị bất lai đó, thì vị đó sẽ sanh về cõi tịnh cư thiên đó, thì vị đó cũng còn phải tu tập tiếp nữa, để rồi các vị đó sẽ niết bàn, chứng quả vị A-la-hán và niết bàn ở tại cõi đó luôn, ở tại cõi đó, vì vì các vị đó không trở lại cõi dục nữa, cho nên gọi là bất lai, hay là chính cái từ gọi là anagami, tức là anagami, anagami có nghĩa là không trở lại đó, không đi ngược lại đó, anagami là không đi được ngược lại, cho nên gọi là bất lai. Bất lai là như vậy, bản thân của cái chữ đó, cái từ đó là như vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng đó là Đức Phật ngày dạy là tẩy sạch mọi làm trước, tẩy sạch bụi làm trước, tức là những cái nhơ bẩn gì tử ở nội tâm của mình là dứt bỏ đi, cả tham ái, cả vô minh, cả cái sự chấp thủ, đừng có còn những cái sự luyến tiếc ở trong đó, liên quan đến dục thủ, liên quan đến kiến thủ, liên quan đến giới cấm thủ, liên quan đến ngã chấp thủ, tức là cái gì gọi là ngã sở đó. Đây nè, an trú không sở ngã sở, tức là mình còn chấp cái tôi của mình, cái của mình, cái gì còn của mình nè. Sắc quẩn là của tôi ở trong sắc quẩn là tôi, vân vân. Thọ quẩn là của tôi là thọ quẩn của ở trong tôi, vân vân. Tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn,
ngã và ngã sở. Ngã sở tức là cái của mình, cái của mình, tôi của tôi, tự ngã của tôi. Cái đó, cái chấp đó nó nặng lắm, nói vậy chứ khó bỏ. Còn chấp cái gì đó còn khó bỏ. Vì vậy cho nên là Đức Phật này nói là an trú không ngã sở. Mình làm sao mình tu tập mà để dứt bỏ cái ngã sở? Ở đâu còn cái ngã sở? Tức là còn cái chấp cái của mình. Sắc quẩn là của mình, thọ quẩn là của mình, tưởng quẩn là mình, hành quẩn, thức quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, vân vân, sắc quẩn. Thì cái đó cũng đều là cái sự chấp trong ngã sở đó. Trong ngã sở, ngã và ngã sở, tôi và của tôi. Cái ngã sở là của tôi, ngã là tôi. Cho nên là cái ngã và ngã sở tức là chỉ cho cái tôi và của tôi, nó đều là bị sự dướng mắc hết á. Dướng mắc mà còn dướng mắc ở trong cái chấp ngã và ngã sở thì còn luân hồi, còn khổ. Và còn luân hồi đó thì quý vị biết là dù mình hiện hữu ở dưới cái dạng nào đi nữa, dù là các cái thân chư thiên hay là các cái thân của các vị phạm thiên, thì các vị đó cũng có cái khổ chứ. Cái khổ của các vị đó không phải sanh già bệnh chết như mình. Cái khổ của những vị đó không phải là đói ăn khát uống. Cái khổ của những vị đó không phải là cảm thọ đau đớn từ xác thân, bởi vì cái bệnh hoạn, bởi vì tai nạn, bởi vì cái này cái kia. Nhưng mà khổ của các vị đó là do sự hiện hữu và các cái sự cảm thọ trong đời sống nó có thể thay đổi. Đang lạc bỗng nhiên khổ, bỗng nhiên mất lạc thì đó là khổ. Đang lạc bỗng nhiên mất lạc thì khổ, đó là hoại khổ. Rồi các cái sự diễn biến của tâm lý và cái sự hiện hữu của pháp hành, tức là các vị đó có hiện hữu dưới dạng ngũ quẩn hay là dưới dạng nhất quẩn hay dưới dạng ngũ quẩn, thì các vị đó cũng có cái khổ. Đến một lúc nào đó các vị đó không còn tuổi thọ ở các cái cảnh giới đó, các cái cõi đó, thì các vị đó tiếp tục với cái đời sống luân hồi nữa, luân hồi nữa. Cho nên nó vẫn là khổ, vẫn là khổ. Vì vậy cho nên Phật dạy ở đây đó là an trú không ngã sở. An trú không ngã sở tức là cái vị đó luôn luôn an trú ở trong pháp và không có cái ngã chấp, ngã sở, ngã và ngã sở ở trong đó. Như vậy thì cái câu cuối cùng mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó là không cần nói với người, tức là mình không cần phải tuyên bố với người chứng đắc hay là không chứng đắc. Nhưng mà ở đây đó, thường thường đó là một vị A La Hán, người ta không có nói đến cái sở chứng của họ. Nếu có cần lắm đó, thì chúng ta nhớ là cái thời kỳ Đức Phật đó, thì khi mà Đức Phật hỏi rằng là có khi mà những cái vị đó nói lên là hoặc nói lên những cái lời cảm thán là con từ an lạc dứt được cái phiền não vậy, thì chư tăng mới đem cái điều đó mới trình với Đức Phật, nói cái vị này giống như là nói mình cái pháp chứng, cái pháp cao siêu, cái pháp của thượng nhân á, tức là pháp của bậc tánh á. Thì Đức Phật mới hỏi lại, là Đức Phật xác định lại là vị ấy là con của Như Lai. Qua cái lời cảm thán đó, cho nên chúng ta đọc á, chúng ta đọc cái thinh văn ký sự đó, từ các vị thánh tăng cho đến là các vị thánh ni đó, thì mình mới thấy rằng khi mà các vị chứng quả vị A-la-hán, các vị thường nói lên những cái lời cảm thán của chính mình. Và qua cái lời cảm thán đó thì Đức Phật xác nhận là cái vị đó là vị con của Như Lai. Con Như Lai là một bậc thánh, bậc A-la-hán, đặc biệt là bậc A-la-hán. Cho nên là không cần phải tuyên bố. Còn ngày nay đó, nhiều khi mình nghe người này nói người kia đó, nói là vị này chứng thiền, vị này chứng quả vị A-la-hán, nó nguy hiểm lắm. Nhà nó không tốt. Tại vì mình đâu có biết cái gì để mình căn cứ vào cái điều mà biết rằng vị đó là A-la-hán, là vị đó không A-la-hán. Chừng khi nào mình có cái trình độ cao hơn á, trình độ cao hơn thì mình mới có thể phán xét, hay là mình xét đoán, hay là mình nhận xét cái vị đó là A-la-hán hay là không A-la-hán. Còn mình chỉ nghe nói theo không á, thì cũng chưa chính xác. Chưa chính xác.
Mà những người tự xưng mình là A-la-hán thì cái người đó còn nguy hiểm nữa. Mà bên Bắc truyền người ta xài cái từ gọi là tăng thượng mạng. Trong Phật giáo lý Nguyên Thủy chúng ta nói một cái câu là phe pháp bậc cao nhân. Tức là mình cho mình là người chứng thiền hay là cho mình là chứng quả thánh, cái đó nó nguy hiểm lắm. Cái đó nó nguy hại cho mình lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Bởi vì cái điều đó nó trở thành cái điều cấm kỵ của một vị tỳ kheo. Cấm kỵ của một vị tỳ kheo. Không được bốn điều, ở trong đó có cái điều là phe pháp bậc cao nhân đó, một vị tỳ kheo. Và đặc biệt đó là một bậc thánh đó, thì khi mà các vị đó chứng, đặc biệt là bậc A-la-hán chứng, thì các vị đó nói lên cái sự an lạc của mình. Rồi qua đó Đức Phật Ngài xác nhận là vị đó là con của Như Lai, thì mình mới biết là vị đó là A-la-hán. Chứ còn mình thì phàm phu thì làm sao mà dám có cái khả năng để mà xét đoán. Chúng ta không có bác bỏ, nhưng mà chúng ta cũng không dội nghe người khác đồn đãi cái mình tin tưởng theo đó, thì cũng không nên. Mặc dù là một bậc đạo cao đức trọng thì mình đáng quý, đáng cung kính, đáng được trân trọng và đáng được gần gũi, học hỏi, thân cận. Chúng ta có nhiều cái sự lợi lạc. Nhưng mà chúng ta nói rằng vì đó là A-la-hán hay là vì đó chứng thiền thì nguy hiểm đó. Có những người nói là vị này chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền. Cái nói thôi, chứ nó cũng không có cái cơ sở gì để mà chúng ta xác chứng rằng cái vị đó là vị chứng thiền. Thật sự ra là cái giai đoạn mà chứng thiền đó, và cái giai đoạn mà một người mà tu thiền mà tốt đó, thì nó có được cái sự an lạc, tịnh lạc rất là nhiều trong cái giai đoạn đó. Cho nên là chúng ta hiểu rằng Đức Phật Ngài nói rằng một vị tỳ kheo đó bỏ mọi nghiệp ở đây đó, là nói cho vị quả vị A-la-hán. Nhưng mà chúng ta còn là phàm phu thì chúng ta nên bỏ nghiệp bất thiện, mà chúng ta nên tích cực tạo nghiệp thiện. Từ cái việc bố thí, trì giới, cung phục vụ, tham thiền, giữ giới, nghe pháp gì đó, thì chúng ta cũng đều phải là tích cực tạo nghiệp thiện. Nhưng mà tạo nghiệp thiện đó, thì chúng ta phải có cái nguyện do cái năng lực của phước để đưa mình dứt trừ những cái phiền não, giải thoát trong tương lai. Thì cái nghiệp thiện đó nó trở thành cái phước vô lậu, trở thành cái phước vô lậu. Và biết rằng trong nhiều lần mình làm như vậy, trong nhiều kiếp mình làm như vậy đó, thì nó trở thành một cái năng lực mà đưa chúng ta giải thoát trong tương lai. Còn nếu mà khi mà chúng ta còn, ngay cả những cái việc mà chúng ta tu tập ở đây mà chúng ta còn chấp ngã sở đó, thì cái đó chúng ta còn khổ lắm. Ngã sở còn khổ lắm. Như vậy thì cái đó nó cũng là cái mối nguy hại. Khi nào mà chúng ta dứt bỏ những điều đó, mà để mà dứt ngã sở đó, thì đó là chỉ cũng nghĩ là vì A-la-hán mà thôi. A-la-hán mà thôi. Không cần phải tuyên bố với mọi người. Mà giống trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài có dạy đó là Đức Phật Ngài có dạy rằng cái người mà có giới giới hạnh thì nó sẽ bay khắp muôn phương, nó bay lên cả cung trời, nó bay xuống tất cả các cái cảnh giới. Nhưng mà rồi đó, cái qua đó mà nó, cái qua của mình đó, cái qua thí dụ như chúng ta nói là có hoa loại có sắc có hương, có loại vừa có sắc có hương, có loại chỉ có hương mà không có sắc, rồi có loại có sắc mà không có hương. Nhưng mà cái người có giới hạnh á, thì cái hương đó nó sẽ bay lên các cái cảnh giới, trong đó có cõi trời. Trong đó có cõi trời. Cho nên là tự động nó, mà cái câu mà người xưa họ nói cái câu là hữu xạ tự nhiên hương, tức là tự động nó sẽ toát ra những cái mùi thơm, mà mùi thơm không bằng cái mùi thơm của các loại danh hoa, cũng không bằng cái mùi thơm của cái người có đức hạnh, có giới hạnh. Như vậy đó, mùi thơm các thứ danh hoa tuyệt thơm nhưng khó sánh qua hương người đức hạnh thanh tươi.
xông lên bát ngát khắp dời thiên cung, tức là chỉ cho một bậc thanh tịnh vị giới, thanh tịnh vị giới. Đặc biệt là các bậc thánh á, thì một dứt để mà dứt bỏ mọi nghiệp á, thì là chỉ cho bậc A La Hán. Tẩy sạch mỗi một bậc làm trước cũng chỉ cho một bậc A La Hán. An trú không ngã sở là chỉ cho một bậc A La Hán. Đó là nói đến cái quả vị của vị A La Hán. Như vậy nãy chúng tôi sở dĩ tôi nói là ở trong cái nội dung của duyên sự của cái đoạn kinh này đó, thì Đức Phật Ngài có những cái cảm thọ đau đớn về xác thân. Khi mà Ngài bị cái cơn bệnh hay là bị một vết thương, Ngài cũng đau, thống khổ, đau đớn bởi cái vết thương đó. Tức là cảm thọ về xác thân nó vẫn đau đớn. Bởi vì có xác thân này thì phải có hệ thần kinh mà. Hệ thần kinh thì xúc giác, dị giác, thị giác hay là khứu giác, tất cả những điều đó đều có chứ. Cho nên là cái điều đó nó đều có. Nhưng mà cái tâm của các ngài đó thì không lúc nào cũng có dứt sạch những cái phiền não rồi. Cho nên là tâm của các ngài luôn luôn chánh niệm và tỉnh giác. Đó là nói đến quả vị của một vị A-la-hán. Chúng tôi xin giải thích dài cái ý nghĩa ở trong nội dung của cái bài giảng hôm nay. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thủ lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bà quà tu sắp bà mang lăng rạc hành tu sắp bà đê quà tu sắp bà bù trà nè phà quà đê sà đà sà thi phong anh trư tê. Bà quà tu sắp bà mang lăng rạc hành tu sắp bà đê quà tu sắp bà hàm mà nè phà quà đê sà đà sà thi phong anh trư tê. Bà quà tu sắp bà mang lăng rạc hành tu sắp bà đê quà tu sắp bà sang khà nè phà quà đê sà đà sà thi phong anh trư tê. Tất cả văn văn có đến người, cầu xin chư thiên hỗ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, theo sự thành lợi thành gần đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ya đi quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na ba quan tu vu chi ta so thiền ca